nó là thể hiện hai cái bệnh lý. Cái bệnh lý thứ nhất là bệnh varicella, đây nó gọi là varicella, nhưng mà người Mỹ gọi là bệnh chiếc cân cỏ, bệnh gì đó. Nhưng mà dân gian chúng ta gọi là thủy đậu, thì như người ta biết, bây giờ chúng ta nói đến trái da. À, đây là thì các em ngồi ở đây thì rất nhiều gần như là chín phần mười các em đã từng mắc bệnh trái da trong vòng một tháng. Hay nói khác thì bây giờ các em đang có phòng chống dịch về thích nghi nó ở bên nào. Như vậy là bệnh trái da như thế nào? Như vậy mạnh. Người ta gọi là tiên phát, tại sao gọi là tiên phát? Cái đứa bé là đầu tiên trong đời có bị nhiễm virus về chúng ta là chúng ta, và khi có nhiễm là chắc chắn nó sẽ mắc bệnh thế này, đó là bệnh thế này. Và cái bệnh thế này là bệnh cấp tính, có nghĩa là nó diễn ra ồ ạt rồi sau đó nó khỏi, chứ không phải là mãn tính, tức là kéo dài nhiều tháng nhiều năm không đó. Đó là cấp tính. Và cái thứ ba là tính lây nhiễm cao, là bởi vì sau khi đứa bé nó bị xong đó có lây cho những đứa bé khác. Như vậy là cái bệnh thủy đậu hay bệnh trái da là một bệnh truyền nhiễm, còn cái bệnh lý thứ hai là zoster, tây nó gọi là bệnh corona, mỹ nó gọi là bệnh shingles, nhưng mà ta chúng ta có một cái tên nghe rất là kỳ lạ, tức là bệnh salmonella. Trời ạ, giờ là thì cái bệnh này nó như thế nào? Tức là đứa bé, là hồi bé lần đầu tiên trong đời có nhiễm VZV đã mắc bệnh trái da. Khi nó hết trái da rồi thì con VZV nó xuất hiện trong cơ thể. Sau này đứa bé nó lớn lên vì lý do là đó cơ thể nó giảm sức đề kháng thì con VZV nó tái hoạt hóa và gây bệnh trở lại. Và khi gây bệnh lại, các em nhớ rằng nó không phải gây bệnh trái da mà nó gây bệnh trái da. Đó, các em hiểu rõ chưa? Zona. Về tính chất của nó giống như là HSV, cũng khác là về với bệnh học thì nó hơi khác một chút. Là cái bệnh trái da, các em phải nhớ đây là một bệnh lành tính thôi. Nó là rất là lành tính. Và khi nó nổi vùng tròn thì thường là nó nổi vùng tròn ở vùng da đầu, ngực, bụng là nhiều, còn tứ chi thì chỉ lên đó. Đó các em thấy không? Cái hình ảnh của bé á, các em thấy trên mặt của nó này, trên gần này, trên bộ của nó, chúng ta thấy là nó rất nhiều vùng tròn ở tay chân của nó, chúng ta thấy rất nhiều vùng tròn, cái kiểu của nó là vùng tròn. Đó, người ta phóng đại cho chúng ta thấy một lần nữa, chúng ta thấy đây là những bộ tròn, là những bộ bóng nước, còn cái dịch này nó chứa đầy những cái sản phẩm đó, nhưng mà nó có một cái đặc thù để chăn nuôi trên một cái vùng diện da. Chúng ta thấy có những cái nốt tròn cái xuất hiện bên cạnh những cái vùng tròn rất là lớn và có những cái vùng tròn còn đi đi. Như vậy thì người ta mô tả rằng nó có chiều sang được, nó không cùng đủ trên một vùng da, có nghĩa là có những cái nó mới mọc, có nhiều cái nó đang mọc và có nhiều cái nó sắp sửa nó lại đó. Thì đây là cái đặc điểm rất đặc biệt của bệnh trái da. Cái thứ hai là ướt kìa, ướt, ướt. Cái thứ ba là nếu một bé thì vùng tròn phải ướt, còn khi càng lớn chừng nào thì vùng tròn càng nhiều, vùng tròn càng nhiều. Tức là có một gia đình có hai chị em, cái thằng em đó là nó mới có 6 tuổi thôi, thì khi nó bị thì cái vùng tròn nó lộ thưa tận cũng như cái hình này, nhưng mà con chị nó hơn nó 10 tuổi mà không biết gia đình nó nuôi sao hai chị 16 năm chị nó là sao không có biểu gì thì sẽ đến khi thằng em về thì thằng em bắt đầu mới lên. Và khi con chị nó bị nó nổi, các em nó thường thường viêm não bệnh
nó che kín mít người hai cái con mắt, nó giống y như là pin da tại vì nó một đoàn đầy người đó, cho nên nó mắc cỡ, nó xấu hổ lắm, nó khóc đó, tại vì nó sợ là sao nó xấu, nó không dám soi gương, tại vì nó ghê quá. Khi thì nói như vậy không phải không phải xem á, cái bệnh lý này càng nhỏ càng lớn. Cho dù đến giờ phút này nếu có các em ở đây, các em chưa bao giờ thấy là về hỏi bố mẹ một lần nữa xác định chắc chắn là con được chưa, nếu mà con chưa bị là ơn thì chính người được vài bố mẹ đã cầu với đây và em nói luôn là em bị cha mẹ là nơi chắc về sản chung nhà cũng đi chết cười. Em bị chưa không anh? Chưa bao giờ bị á. Còn chưa bao giờ bị á. Tao bị zona rồi. Sắp tới hả? Tao không có bị thủy đậu mà bị zona. Chân yếu hả? Nó nhẹ lắm. Chân yếu gì tay chân. Cái gì bị có chút xíu mấy cm. Có mấy cm gì? Gì? Cái này không phải là chính mà chịu thắng đau thì độ nhất. Trước khi nó đổ còn cho bệnh nhân đau kích khủng hoảng vùng đó, bởi vì nó mọc trên đường tim như những cái cảm giác cho nó rất đau đầu tiên đó. Và người nào đã từng bị dời leo thì người ta sợ nhất là cái đau về đầu đau quá đau lắm kìa. Và thậm chí có nhiều người sau khi hết bị dời leo thì một một tháng sau cái gọi là đau vòng xương này. Thì cái gì cũng đau của nó là đau tiêu khủng lắm. Do đó cũng có hỏi là tại sao cái cặp tên cái bệnh nhân em bệnh nhân em không có một số em nói như thế này là bệnh của tôi sẽ một cái vòng sâu, khi cái vòng sâu đó là rớt xuống da chúng ta là bò đi, thì khi mà là bò đi như vậy thì tiết ra cái lòng tố, nó là một sát họ cùng da. Và cho họ cái con đó cái quà nó gì thì cái vấn đề nó được một lần và mình hiểu như vậy. Cho đến bây giờ lúc này chúng ta chưa biết được là cái con sầm như thế nào. Bây giờ tao biết nhưng mà chỉ có một sau nó sáng bắt sáng sáng bắt sáng đom đóm vậy là đối với người già, cái em lo những người già người ta cái gì lo nhất là sức phục vào cùng và lòng họ. Khi mà họ đi khám bệnh, họ biết là họ có bệnh giờ đang nhưng mà họ lại rất kỳ là họ cái tên nó ra. Bởi vì họ nói nếu nói đúng tên nó ra, cái con giờ nó leo dám dọn. Dạ, phải nói vậy. Có mấy người kêu là leo bây giờ đó, leo xuống đấy, hết người chết. Đây người ta nói là cái dòng của nó bị nó khích cái tai này là nó chết. Chứ mà nó xuống. Giờ nói chung là khép dòng. Nhưng nếu mà em nói giờ leo và nói chuyện là cái chân trọng là chết, có nghĩa là mình đi được cái kỹ năng không thực sự đó là lần nó rất vô chung này. Chỉ khi nào các em sử dụng những lời thuốc là nhằm đáp ứng gì đấy, chúng ta đang sạc thì chúng ta đang hóa được là có sức đề kháng cơ thể, chúng ta giảm được một ít thì lúc này thay vì nó vô chung thì bùng phát nó ra. Hồi bữa tôi và em đau bị nó bị nó buông xuống vào đâu thì nó bị ngay cổ thì gì nó dạng và nó lan rộng cho nó động vòng liền mất do đó nó bị ngay mà thấy cái đau không biết phải không nó đau cái kinh khủng nó đau cái nhiều cái bệnh nó gần giống như sao nè nhiều cái bệnh nó bắt đầu đau đau buông liền đau rồi mới là cùng đó nghĩ ra này nè cái sợ đó. Do đó là mấy sức phục sạch những người nào mà cần mất người lên sẽ nhìn nhìn nhưng mà không có hàng chỗ nếu đã bị giờ leo xong kiểu mà thường hoạt từ một lần chỉ khi nào mình bước vào giai đoạn S thì lúc đó mình sẽ thấy chứ còn người bình thường thường nếu mà bị giờ leo thường thì một lần nhưng mà một lần là một thứ dài và chuyên nghiệp bên nhanh chúng ta là liên quan. Tức là nếu thầy sẽ dùng một tàu cũng khoái, tức là lớn tô, cổ, rồi leo lạnh. Ông nói là coi như là cái con rồng, cái da lòng. Tô. Nhưng mà thực sự là không hiểu là trong một tàu có cái hóa chất hay có cái chất gì nó ước chế con sẽ về. Nhưng mà thực chất nó rất là dùng.
Nhưng mà cái điều mà quá nhưng mà làm giảm đau chắc chắn là làm không được. Đúng rồi. Tại vì khi mà điều trị giảm đau trường hợp này, chúng ta mới thực sự có cái điều trị giảm đau bằng mắt và thuốc giảm đau theo cơ chế thì chúng ta mới giảm được. Chứ còn nếu một chút đau uống paracetamol được không làm được. Và đặc biệt là đối với cái bệnh đái tràng, người ta quên là khi điều trị chúng ta đừng dùng aspirin hạ sốt. Nếu chúng ta dùng aspirin hạ sốt, nó sẽ đưa đến cái hội chứng gọi là hội chứng Dreyer. Nếu cái hội chứng này nó rất là nặng, chữ dùng đồ lao. Cái này gọi là hội chứng Dreyer. Hội chứng là bao gồm nhiều triệu chứng và những cái triệu chứng này nó liên quan đến những tổn thương ở não và những tổn thương ở gan và đưa đến tổn thất về thực phẩm. Chúng ta đang biết từ đây là sao? Nhưng mà đừng có giờ đi đi. Dạ. Đó cái hình này chúng ta thấy nó phân bố từ đi nhà có là nó theo hướng ta đi từ phía sườn nè và thường nó ở một bên biết thì là vô sinh mà không có uống là được biết gì. Về vấn đề chẩn đoán của nó giống y là như là hai về phòng xét nghiệm và đối với một đứa bé khi có bị đái tràng thì nó đi học mấy giờ cô cũng cho họ ở còn nhiều ở ở trong đây. Hả? Nhưng mà thực sự đứa bé nó đã có khả năng một lây một ngày trước khi mà nó còn đến sang đi học. Do đó là thời gian đó nó vẫn còn đi học, nó vẫn còn đi học và nó lây cho bạn đó là nó lây qua một học. Nó nói chuyện đứa nào là đứa đó sẽ có. Rồi ngày hôm sau nó nổi còn lên thì thầy cô cũng cho nó nữa, nhưng mà thật sự nó đã lên rồi. Và khi nào nó hết lên, khi nào những cái hộp đồ nó khô, nó lạnh thì lúc đó sẽ lên. Như vậy cái thời gian lây của một đứa bé tốt nhất là những hộp đồ dùng bé. Và thường thường là cái mùa nhà tầm sữa đấy, gì đó cái mùa sẽ đạt nó nổi lên. Còn đối với lại cái bệnh lây leo thì nó không có lây nhiều đồ hô hấp, lây nhiều đồ hô hấp. Còn đối với vaccine thì hiện nay chúng ta đã có vaccine thì đứa bé là dưới 13 tuổi chúng ta chỉ cần tiêm một mũi là có mũi suốt đời, còn cái em là lớn hơn 13 tuổi chúng ta tiêm 2 mũi thì có mũi suốt đời. Vấn đề điều trị của nó thì cũng giống như là đối với HP, ta sử dụng acetaminophen. Còn bây giờ đấy thì chúng ta sẽ